Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Tiếp tục chủ đề về âm nhạc thời kỳ đầu thế kỷ 20, một thời kỳ biến động với nhiều trường phái âm nhạc mới ra đời. Và hôm nay, mình sẽ tìm hiểu một dòng nhạc ra đời vào thời điểm đó và phổ biến đến ngày nay. Đó là dòng nhạc Jazz. Bắt nguồn từ cộng đồng người châu Phi bị bán sang làm nô lệ trên đất Mỹ, nhạc Jazz là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống châu Phi và nhịp điệu của âm nhạc phương Tây. Điểm khác biệt giữa nhạc jazz và nhạc cổ điển là ở chỗ trong nhạc cổ điển, nghệ sĩ phải tuân thủ theo sáng tác của nhạc sĩ. Còn đối với nhạc jazz, nghệ sĩ có thể thoải mái trình diễn theo cảm xúc của mình. Do đó, có những khúc nhạc ngẫu hứng mà người nghệ sĩ chỉ có thể chơi một lần, vì mỗi lần chơi là mỗi khác. Nghe thì thú vị vậy đó, nhưng vào đầu thế kỷ 20, nị biết không? Jazz bị xem là loại nhạc hạ đẳng do xuất xứ của nó và không được giới phê bình âm nhạc công nhận. Cho đến một ngày, một nhạc sĩ trẻ xuất hiện. Chàng trai đó là George Gershwin. Gershwin sinh ra tại New York trong một gia đình nhập cư người Do Thái. Từ nhỏ, ông đã có niềm đam mê với nhạc jazz. Nhờ ngón đàn điêu luyện, ban đầu Gershwin làm việc cho một hãng phát hành âm nhạc. Nhưng sau đó, nhận ra sự thay đổi của thời đại và âm nhạc, ông quyết định gây dựng sự nghiệp sáng tác cho riêng mình. Thì thời gian đầu, ông chủ yếu sáng tác nhạc cho những vở nhạc kịch Broadway. Thì để cô nói chỗ này một xíu nha. Broadway đây là một hệ thống hơn 40 nhà hát tại thành phố New York, chuyên trình diễn những vở nhạc kịch kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật kể chuyện. I got daisies in the green pastures. I got my man who could ask for anything more. Home and trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more. Who could ask for anything more? Một ngã rẽ mới xuất hiện vào năm 1924 khi nhạc trưởng Paul Whiteman đã đề nghị Gershwin viết một bản nhạc kết hợp giữa nhạc jazz và nhạc cổ điển cho một buổi hòa nhạc. Và bản nhạc đó là bản Rhapsody in Blue. Bản nhạc này đã đưa tên tuổi của Gershwin nổi tiếng khắp thế giới cho đến tận bây giờ. Giờ mình sẽ xem thử một trích đoạn trong tác phẩm này nha. Hôm nay thay vì chỉ có nhạc và cảnh đẹp, cô sẽ cho Nị xem cảnh một dàn nhạc diễn tác phẩm này như thế nào. Xem thử nha. Sau sự thành công của Rhapsody in Blue, Gershwin chính thức được mọi người biết đến như một nhà soạn nhạc cổ điển thực thụ. Tuy nhiên, do chưa từng được đào tạo trong trường lớp hàn lâm, nên ông đã tìm gặp Maurice Ravel và Igor Stravinsky để xin học thêm về nhạc cổ điển. Nhưng cả hai đều từ chối vì không muốn làm ảnh hưởng tới phong cách độc đáo của Gershwin. Thậm chí, có một mẩu chuyện vui được kể lại như vậy. Lúc gặp gỡ, thì Stravinsky có hỏi Gershwin, cậu hiện kiếm được bao nhiêu tiền? Thì sau khi Gershwin trả lời thì Stravinsky nói là vậy thì tôi nên học cậu mới phải. Dạ, để coi cái phong cách này nó độc đáo tới đâu, mình sẽ nghe thử một bản giao hưởng do Gershwin sáng tác. Thay vì chỉ đánh số cho giao hưởng với 4 chương thông thường như mình đã biết, Gershwin đã đặt cho cái bản giao hưởng này một cái tên rất là thơ,
An American in Paris. Và bản nhạc này chỉ có một chương duy nhất thôi. Dạ, mình nghe thử nha. Bản nhạc thú vị hả nị? Ngoài ra, những tác phẩm dành cho sân khấu Broadway của ông đến nay vẫn được trình diễn thường xuyên. Do đặc tính của nhạc jazz, như cô đã nói ở trên, những tác phẩm này có rất nhiều phiên bản hòa âm khác nhau và tùy cảm nhận của mỗi người mà chọn cho mình một phiên bản hay nhất. Giờ mình sẽ nghe thử một phiên bản trong bản nhạc tên là The Man I Love, trích trong vở nhạc kịch Lady Be Good. To be every night, I dream a little dream, and of course, Prince Charming is the theme, the he for me. Although I realize as well as you, it is seldom that a dream comes true. Above, I'm waiting for
Thật là tình cảm hả nị ha. Hey, Noel mà nghe nhạc này là hết sảy luôn á. Thì đến năm 1935, Gershwin cho ra đời một vở opera tên là Porgy and Bess, với câu chuyện về cuộc sống của những người Mỹ gốc Phi, một chủ đề khá là lạ lúc bấy giờ đó. Thì đây á, được xem là bản opera đầu tiên của nước Mỹ. Vào năm 1937, khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, Gershwin bất ngờ qua đời do u não. Năm đó ông mới 38 tuổi thôi. Một tài năng kiệt xuất nhưng mà đoản mệnh của nền âm nhạc Mỹ. Nhưng mà vậy mới thấy á, âm nhạc không phân biệt tầng lớp hay giai cấp. Nó chỉ đơn giản là sự đồng điệu với người nhạc sĩ và người nghe thôi. Cho nên á, ai cũng có thể nghe jazz, cũng như ai cũng có thể nghe nhạc cổ điển vậy đó. Giờ để kết thúc á, cô sẽ cho Nị nghe trích đoạn nổi tiếng nhất trong vở opera Porgy and Bess này. Trích đoạn này á, đến nay vẫn được rất nhiều ca sĩ trình bày. Trích đoạn có tên Summertime. Thì á, cô sẽ cho Nị nghe 3 phiên bản với 3 phong cách khác nhau nha. Giờ mình bắt đầu nghe. Mong Nị thành người đàng hoàng. Chúc Nị Giáng sinh vui vẻ. Summertime, and the living is easy, and the fish are jumping, and the
cotton is high. Your daddy is rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing, and you'll spread your wings, and you'll take to the sky. But until that morning, there ain't nothing can harm you. Standing by, little sister. Hush, little baby, don't you cry.